diễn biến dịch COVID-19 tái bùng phát trên diện rộng. Đến thời điểm này thì dịch đã lan đến 11 tỉnh thành trong cả nước. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả trong dịp Tết Tân Sửu, chiều nay 5 tháng 2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức họp triển khai tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối với 8 huyện thị thành phố của tỉnh. Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy và bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp. Tham dự tại điểm cầu của tỉnh còn có ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Nội dung được bàn thảo chính tại cuộc họp là việc đặt hàng mua vaccine phòng chống COVID-19 và việc tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu. Tại cuộc họp triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế cho biết, đến nay Bà Rịa Vũng Tàu ghi nhận 80 ca mắc COVID-19 đều là những trường hợp trở về từ nước ngoài, được cách ly ngay khi nhập cảnh nên không lây nhiễm ra cộng đồng. 71 trường hợp khỏi bệnh và xuất viện, 9 bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế Long Điền đã có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính. Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã truy vết và cách ly tập trung 120 trường hợp trở về từ các địa phương có dịch và liên quan đến các chuyến bay có bệnh nhân mắc COVID-19, theo thông báo của Bộ Y tế. Sở Y tế cũng đã làm việc với Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, đảm bảo thực hiện xét nghiệm trên quy mô lớn khi cần thiết. Công tác phòng chống COVID-19 đang được mọi địa phương trong tỉnh thực hiện quyết liệt. Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, nhận định, sau Tết Nguyên đán, Bà Rịa Vũng Tàu sẽ có nhiều nguy cơ virus SARS-CoV-2 xâm nhập bởi lượng lớn người dân về quê đón Tết quay trở lại làm việc. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở ngành, các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, tuyệt đối không chủ quan. Về chủ trương mua vaccine phòng chống COVID-19 và dự kiến Bà Rịa Vũng Tàu sẽ mua 1 triệu liều vaccine loại tốt nhất, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ủng hộ chủ trương này và sẽ có văn bản đề xuất Chính phủ, Bộ Y tế cho phép Bà Rịa Vũng Tàu sử dụng ngân sách địa phương, đồng thời huy động nguồn xã hội hóa để mua vaccine phục vụ cho toàn dân. Tiêm vaccine, thật sự ra hiện nay Chính phủ chưa có chủ trương gì về việc là vaccine cho toàn dân cả. Chính phủ mới có chủ trương giao cho Bộ Y tế mua một lượng vaccine để mà chuẩn bị trong quý một này. Và tiếp tục Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ trưởng Y tế tiếp tục tìm kiếm đàm phán để mua thêm cái số lượng vaccine nhiều hơn. Thế thì ở đây chúng ta chỉ có một vấn đề thật. Thật sự ra để mà tìm hết thì ngân sách nhà nước cũng rất khó khăn. Mà tỉnh chúng ta nói là nhưng mà để bao hết cũng rất khó khăn. Nhưng mà tôi đề nghị với tinh thần gì nhưng nếu Chính phủ cho phép bằng nguồn lực mà phù hợp kể cả ngân sách và quyên góp một cách hợp pháp mà để tiêm hết cho dân chúng ta ở đây thì chắc chắn là cái nền kinh tế chúng ta sẽ tốt hơn. Tại cuộc họp, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cũng đã xin ý kiến lãnh đạo tỉnh về việc tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, trong đó có việc tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa. Về nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy kết luận sẽ dừng các hoạt động nghệ thuật. Riêng việc bắn pháo hoa đêm giao thừa, tỉnh sẽ quyết định vào chiều 28 Tết sau khi đã có những đánh giá cụ thể về diễn biến dịch trên địa bàn tỉnh.